Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về biểu tượng sát thủ phép Tulen nha các bạn. Con này thì mình có thể cầm đi pháp sư, cũng có thể là mình cầm đi rừng được. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chuyển biểu tượng pháp sư Tulen đi qua đường rừng chơi nha các bạn. Hôm trước thì có bạn bình luận yêu cầu mình làm clip gọi là về biểu tượng Tulen 3S ý, có nghĩa là bậc SSS ý, nhưng mà nick của mình thì không có các bạn ạ. Vì thế thì hôm nay mình sẽ làm bù cho bạn ấy một cái skin bậc SS. Skin này cũng đẹp lắm nha các bạn. Tuy bậc SS thôi nhưng mà hiệu ứng kỹ năng, ôi hình ảnh chất lượng vãi luôn. Hiệu ứng kỹ năng thì nó màu xanh trắng, hình ảnh cũng màu xanh trắng, trông rất chi là đẹp nha các bạn. Đó, anh em thấy không? Hồi VIP slip luôn ấy, không phải đùa đâu nha. Thôi thì mình lấy cái này mình thay 3S thì cũng được. Tại vì mình không có thì mình phải chịu thôi anh em ơi. Trận này mình sẽ hơi khó đấy. Tại vì mới vào thôi. Ê, cứ bùa rồi. Thôi, toàn rồi. Cái gì đây? Mới vào mà mình khứa bên kia rồi đi cứ bùa mình rồi. Hay quá, có đồng đội mình nó vô nó bảo kê cho mình. Thơm rồi, thơm. Thơm quá anh em ạ, thơm quá anh em ơi. Vào đây. Ui, van heo làm gì đây? Van heo làm gì đây? Uầy, trời ơi, chết, bạn chưa có chiêu cuối ở đây. Mấy cái thằng khứa bên kia có thích thì mình nhích luôn nha. Mình chơi vị tướng Tulen này thì nó không có hay các bạn ạ. Làm clip cho vui vậy thôi, tại vì anh em yêu cầu mình quẩy vậy thôi chứ đánh con này gà lắm. Không biết chơi đâu. Nói chung là phế thì cũng không phế, nhưng mà ăn nhiều mạng hay là gánh team thì khó anh em ạ. Nhưng mà mình chơi thì cũng không đến mức độ gọi là phế vật đâu nha các bạn. Gọi là chơi theo cái phong cách gọi là để đồng đội mình gánh đi. Úi dồi, đồng thế. Van heo kìa, nó bắn kìa. Khó quá, thôi bỏ đi. Chứ giờ lao lên rồi anh chết mất. Đi về phem cái nha các bạn. Phem nè. Cha bùm. Băng. Đây nè. Lụm lúa nó nha các bạn. Ok. Thật ra thì Tulen thì trước đây cũng có một thời gian rất là hot. Và các bạn cũng kiểu như là trận nào cũng thấy gặp ấy. Nhưng mà dạo gần đây thì mình thấy nó bớt rồi các bạn. Chắc là do bị giảm sức mạnh nhiều quá. Rồi, tách nè, ngộ không nè. Bị giảm quá, đâm ra giờ cũng ít người chơi các bạn ạ. Nếu như mà các bạn chơi Tulen ngày xưa mà kiểu chơi gọi là nhiều ấy, thì các bạn cũng biết điều đấy. Mình thì mình ít chơi, đâm ra mình cũng không quan tâm lắm đến Tulen. Anh em yêu cầu thì mình vào mình quẩy chơi vậy, nghịch vậy. Chứ còn nếu như mà mình chơi theo cái kiểu tướng tủ ấy, thì mình sẽ quan tâm đến nhiều. Nó xong nó bị giảm hay là nó bị tăng cái gì, nhưng mà ít đụng tới lắm. Con này mà kêu mình cầm leo rank ấy thì chẳng bao giờ mình cầm nữa các bạn ơi. Chủ yếu là mình vào mình làm video vui thôi. Chứ chơi yếu lắm. Gindu này, Slim này, Van Heo này. Có chiêu cuối rồi nha anh em. Chiêu cuối con này thì nó xa lắm. Rồi xong. Trời ơi. Vậy mà không KS được luôn. Buồn luôn. Hay quá trời. Bên giày kiên cường nhá. Mất công choáng nữa. Không cũng choáng này. Peng, beng. Tulen thì mình thấy nhiều bạn chơi hay vãi nha. Bộ chơi khiếp luôn đi các bạn ạ. Chà, bam. Ngộ không nè. Từ đợi mình hồi chiêu hai phát. Mày ha mày. Vô đây. Mẹ nó cứ mất bùa của mình. Cướp mất bùa rồi mấy anh khứa này. Thích cướp bóc đấy nhờ. Nó thấy mình yếu đuối mỏng manh. Nó cứ ra nó cướp bùa mình hoài ta.
đầu trận nó có ý định cướp rồi đấy, mà không cướp được bây giờ nó cướp luôn các bạn ạ. Vơ vả vơ vẩn, láo nháo thế cơ chứ. Rồi xong rồi, rồi xong rồi. Ui chạy nhanh thế. Thôi thì xong rồi. Rồi Slim kìa, máu chiến chưa. Ông Slim này thuộc dạng là hổ báo cáo trột. Hổ báo cáo trột. Hư nè. Thôi xoay xoay một đống luôn kìa các bạn. Quá trời luôn, giống như giọt nước ấy. Xoay quá trời xoay luôn. Xoay 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 xoay. Ôi quá trời quá đất rồi anh em ơi. Quất con này luôn nào. Lấm. Mày ha bữa ấy. Lấm lúa nào. Hết mana này. Qua cướp bùa xanh của nó anh em ơi. Mấy cái thằng khứa này nó thích cướp bùa của mình. Cho tụi mày chết nè. Hỗ trợ thôi, không ai được mạng anh em ạ. Hết mana luôn rồi. Rồi xong luôn. Bị cấm chat rồi anh em ơi. Ôi vãi. Bị cấm chat ạ. Thôi chết tôi rồi. Cái video ngày hôm qua anh em có coi không ạ? Thì mình mới có cái khịa tem bạn mấy câu thôi mà cuối cùng nó tố cáo mình luôn, bị cấm chat luôn các bạn ơi. Đậu xanh đấy chứ. Mình kêu nó gà thôi đó mà nó cấm chat mình luôn. Mình có chửi gì đâu trời. What the fuck. Cái đình mệnh nữa. Thôi rồi ta đã xá nhau. Bị cấm chat rồi các bạn ạ. Chắc ngày mai mình sẽ không làm video trên nick này nữa nha. Chứ nó bị cấm chat rồi. Mình thì mình gọi là trẻ trâu lắm. Mình hay chat chat bậy bạ. Mình hay gọi là khịa tam bạn lắm. Đâm ra thì chắc có lẽ mình qua cái nick anh Hảo mình chơi nha. Cái đậu xanh. Không biết là cấm chat này nó bao lâu ta. Chắc nó cũng phải chục ngày ấy nhờ. Hay là một tuần gì đấy. Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc phải mình phải... Ôi ôi đồng tê. Quá trời quá đất luôn rồi. Ôi ôi thôi 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 thôi. Vỡ mồm. Mấy cái thằng Ngộ Không nó rình rình như vậy là mình hiểu rồi. Xác định kết quả rồi. Bèo teo teo. Ôi mai video sau vào click anh Hảo làm clip thôi. Hôm qua bị nó tố cáo cấm chat luôn. Cày thê. Đậu xanh chơi không lại xong rồi thua. Thua xong rồi ức chế tố cáo. Chán mới thành niên. Chơi vậy là không có được rồi. Chơi vậy là không có fair play rồi. Xấu cái. Ui ôi nó gõ kìa. Thôi kệ không sao. Cấm chat nick này thì mình chơi nick khác. Có gì đâu. Còn nick khác mà bị cấm chat thì mình chơi nick khác nữa. Trời ơi. Nick thì mình đầy. Nick này thì hiện tại mình cũng đang úp ở trên shop ấy các bạn. Ai mua thì mình bán. Còn không mua thì mình để mình chơi. Quá trời nick luôn. Trên shop của mình nhiều nick VIP lắm. Nó mà cấm chat nick này mình chơi nick khác nữa. Xem nó cấm chat hết không. Mà nó vô lý vãi trưởng ra. Mình có chửi gì đâu trời. Mình kêu cho bạn gà. Gờ gờ. Rồi các kiểu thế thôi mà nó cũng chắc cấm chat mình nữa. Vãi thiệt. Ảo ma Canada thế không biết. Phải chi mình chửi bậy cơ thì ấy 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 ấy. Thì cấm chat thì mình cũng đồng ý. Đây đằng này. Rất chi là văn minh. Kêu thêm bạn nó gà. Thế em mới cầm chat nữa. Ai thiệt chứ. Ái à, ái à. Ấy dạ. Nếu anh em mà chưa xem video ngày hôm qua thì anh em có thể vào xem lại nhé. Xem mình chat như vậy nó có đáng bị cấm không. Mình có làm video mà từ A cho đến Á cho các bạn xem mà. Từ đầu cho đến cuối luôn mà. Mình có khịa có tí xíu à. Nó thua cái nó cay các bạn. Lúc đầu thì nó tưởng nó hay. Cuối cùng nó bị mình quánh cho. Thua ức chế. Tố cáo mình luôn. Quá hay mấy thành niên. Wow. Từ từ nha. Triệu Vân theo mình chiến vãi anh em ạ. Quá trời là chiến luôn. Vâng bạn chiến rất chiến như vậy. Thì mình cũng rất là thích. Tại vì mình KS được máng rồi. Trời ơi game dễ vãi. Quá trời dễ luôn anh em ạ. Bay vào đây. Kinh kịch. Pew.
lên cho nó cái xuyên giáp phép cho nó máu chiến anh em ạ. Phóng kìa, phóng kìa các anh ơi, ra đây cho em bắn trời các anh ơi. Rioma kìa, Rioma lao lên tốc biến các kiểu của đại điểu kết hợp với cả vị tướng của không đang tung hoành cho mình. Mình bắn luôn cái chiêu cuối, mình hago được một mạng rồi, hago được một mạng rồi anh em ạ. Mình đã có hồi chiêu cuối ở đây, các bạn bay ra đây nào, bay ra đây cho mình bắn chơi nào các bạn ơi. Pshia, pshia. Rồi, có chiêu cuối đang ở đây rồi nè. Wow, trời ơi, tốc biến luôn. Sợ quá tốc biến luôn hả? Mày hả bưởi. Ui ôi, read book kill luôn rồi kìa. Quá hay luôn rồi. Quá trời là hay luôn. Vô đây sơi đi các anh ơi. Wow. Mày hả ngủ không? Mày bước vào đây mà kiếm ăn nào. Sợ chưa? Rén rồi nói đi cưng. Quá còn cua anh em ạ. Thôi vén bùa, trận này mình toàn hỗ trợ thôi. Chứ ăn được 3 kill thôi các bạn ạ. Hỗ trợ nhiều là do cái nội tại của mình ấy. Nó cứ nổ tách ấy. Thế nào đâm ra thì không ăn được mạng nhưng mà hỗ trợ nhiều. Bang. Bang nè. Đây rồi. Ủa không kìa. Rất là khoái mình nha. Nó nghĩ nó ăn được mình hay sao ấy trời. Vào đây mà húp. Trời ơi. Ngủ không? Hãy xem. Ê, em chưa được xài chiêu cuối nữa mà anh. Anh chơi vậy chết em rồi. Không ổn tí nào rồi. Pew. Lớn mình xịt. Này thì. Đang có chiêu cuối ở đây. Mấy thằng khứa chuyên đi cướp bóc này. Qua đây mà cướp này. Đây này, một em nữa rồi, 4 kill rồi các bạn. Rồi, Rioma. Có chiêu ở đây. Ui, sao chiêu cuối nó hồi lâu thế? Ủa, mình ngày xưa mình nhớ khi mà mình bắn chết được một mạng thì chiêu cuối nó giảm thời gian hồi chiêu cho mình ngắn mà ta. Ai à, chết mà nè. Bèng. Trời ơi, mình chết luôn rồi hả? Cái gì vậy? Giết được vị tướng Van Hell thì mình cũng nằm xuống luôn các bạn ạ. Hảo thế nhở? Hay đấy, tuyệt vời, 10 điểm anh ơi. Úi ôi. Bùm. Úi ôi, xịa kìa. Bổ nè. Nhậu Vân bổ này tấn công vào vị tướng Inglis nằm xuống luôn rồi. Theo bạn hơi bị nhiều pháp sư ấy, 2 pháp sư lận. Lên cho nó quả cầu băng xương chơi. Nát 3 đường rồi, theo bạn giờ còn đúng cái nịt luôn. Trận này ăn được có 5 mạng à, chết 2, hỗ trợ 12. Thôi thì cũng được, không sao hết. Được đồng đội mình nó đánh hay đâm ra thì. Bú in thành công. Thì cái đá quá đê. Chu piang. Rồi có quả cầu băng xương. Thằng ngộ không này chết với mình này. Ngộ không này bấm. Đủ nhức cái nách ta. Bật chiêu cuối xong bấm quả cầu băng xương. Thế méo nào. Bấm không được quả cầu băng xương nó choáng anh em ạ. Uế lều rồi. Quánh vậy thì chết tôi rồi. Mất hết bùa. Định mạnh xui vãi linh hồn. Đen ta.
kìa. Rồi xong. Trận mình win rồi các bạn ạ. Trận này thật ra thì mình cũng không phải đánh nhiều đâu. Không cần mình nữa mà team mình vẫn có thể giành chiến thắng được luôn này. 4 đánh với 5 mà win luôn kìa. Ghét không? Thấy ghét đồng đội mình tui không? Đây, để em lên em KS mạng coi, em bật chiêu cuối em KS chơi vui cho mấy anh ơi. Cho em KS chơi coi. Êm, 6 kill. Game dễ vãi. Lâu lâu được trận đấu được đồng đội mình nó gánh cho. Phê anh em ạ. Giành chiến thắng đơn giản như đan dở rồi này các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi clip của mình nha. Hẹn các bạn một người vào clip sau nha. Cái giá của cái thằng cướp bóc này dậy đấy các bạn ạ. Thua sấp mặt luôn. Bye bye anh em. Bạn nào muốn nick vào số điện thoại của ORG đường link dưới phần bình luận video nha các bạn.